Chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ thêm một món bún mắm chay. Bún mắm khi làm xong á thì sẽ ăn cùng với bắp chuối bào, bông súng, rau muống bào, rau đắng. Đặc biệt cái phần nước dùng mắm á thì đậm đà, vừa ăn, ngọt từ nấm nha các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu, thì mình có một miếng đậu hũ trắng và 200g nấm rơm, với một củ hành tây, cà rốt, ớt không cay, hai cây sả, với một trái cà tím. Tương hột mình dùng 100g, với một thìa canh nước mắm chay, một thìa cà phê đường, một thìa canh hạt nêm chay, 60g chao và bún. Ăn kèm thì mình có bắp chuối bào, rau muống bào với rau đắng và bông súng. Nấm rơm thì mình sẽ gọt cái phần gốc ở dưới chỗ nào đang không ngon á, rồi để vô một ít muối, ngâm nấm với nước muối là 10 phút để nấm sạch. Còn đây là cà rốt với hành tây thì mình cũng để vô trong nồi nước mình hầm lấy nước ngọt. Các bạn thích các loại rau củ nào để mình hầm lấy nước ngọt á thì mình có thể thêm và thay thế. Đến phần cà tím thì mình sẽ cắt ra những khúc cho nó hơi dài một tí. Rồi mỗi miếng cà tím thì mình có thể cắt ra làm 3 hoặc là làm 2 á. Mình cũng có chuẩn bị một thao nước muối, rồi mình cho hết phần cà tím đã cắt vô trong cái thao nước muối này để phần cà tím không có bị đen nha các bạn. Đây là chao, mình sẽ để vô máy xay, dưới tương hột mình cũng để vô chung luôn, rồi mình xay cho tất cả nhuyễn. Chao với tương hột giờ mình xay cũng nhuyễn rồi, mình đem ra ngoài. Thì cái bún mắm chay này á phải có sả mới thơm nha các bạn. Ở đây sả thì mình sẽ sắc mỏng, rồi mình sẽ bầm nhuyễn cái phần sả. Và sả thì mình dùng cho nó hơi nhiều một tí á. Ớt sừng không cay mình cũng bầm nhuyễn. Còn đậu hũ trắng này mình sẽ cắt ra những miếng vuông á. Đậu hũ trắng này á thì mình chiên nó sẽ béo bùi ngon. Mình cho một ít dầu ăn vô trong chảo, dầu nóng thì sẽ để phần đậu hũ vô để chiên, chiên cho vàng đều tất cả các mặt. Thì nếu như các bạn không sử dụng đậu hũ này, mình có thể thay thế bằng tàu hũ kia. Tàu hũ kia thì mình cũng chiên cho vàng đều. Giờ sẽ chở về đều cái miếng đậu hũ. Miếng đậu hũ thì giờ mình chiên cũng vừa vàng rồi, thì sẽ gấp ra giấy thấm dầu. Mình cũng có chừa lại một ít dầu ăn á, giờ mình sẽ cho sả bằm với ớt bằm vô, phi cho cái sả này thơm. Giờ thì phần sả với ớt cũng thơm rồi, thì mình sẽ để cái phần chao với tương hột mà lúc nãy mình xay á, mình để vô để mình xào, mình làm cái mắm chay nha các bạn. Mình xào cho cái phần chao với tương hột cho nó hơi khô lại một tí, cho giống mắm chay hơn á. Thì nếu như mình mua cái mắm đậu không có thì mình có thể làm cái chao với tương hột mình xay nhuyễn rồi đem xào với sả như gì á, thì sẽ cho ra cái vị và cái mùi cũng giống mắm chay nha các bạn. Rồi cũng để nấm rơm vô để mình xào chung. Mình xào cho cái phần nấm rơm này á, cho tất cả gia vị cũng như là tương hột chao thấm vào trong nấm rơm. Nấm thì các bạn có thể thay thế các loại nấm khác. Mình có thể để vô nấm đùi gà cũng rất là ngon á.
Giờ cái phần mắm chay này rất là thơm luôn. Mắm chay thì mình xào như gì cũng được rồi nha các bạn. Tất cả cũng hơi khô lại á. Rau củ thì giờ mình đã vớt ra hết rồi. Thì mình sẽ cho cái phần nấm với chao, tương hột, sả mà nãy mình xào trước đó. Mình cho hết vô. Rồi mình sẽ nấu cho tất cả sôi lên. Nấm thì chín á. Mình cũng để vô đây là 2 trái ớt cay. Rồi cũng cho cái phần cà tím vô. Nấu cho cà tím chín. Mắm chay thì mình có sử dụng cà tím thì nó sẽ ngon á. Rồi cũng để đậu hũ vô luôn. Xong rồi mình sẽ nấu cho sôi và tất cả thì chín. Giờ tất cả cũng sôi rồi. Và cà tím cũng như là nấm rơm á, thì cũng chín. Mình nêm gia vị vô. Thì mình sẽ nêm vô đây là hạt nêm, đường. Rồi khuấy đều cho phần gia vị á, tan đều. Thì trong rau củ cũng có cái vị ngọt rồi nên mình sẽ nêm đường ít nha các bạn. Khi nêm á, thì thiếu cái vị mặn mình sẽ thêm vô một ít hạt nêm. Rồi cũng cho cái phần nước mắm vô cho được thơm á. Nấu lên cho sôi thêm một lần nữa. Giờ cái phần mắm chay này á, thì như gì cũng được rồi, tất cả cũng chín rồi á. Mình cho một ít bún vô tô và bún trước khi ăn mình đã trụng qua nước nóng rồi nha các bạn. Rồi để mỗi thứ một ít vô phần bún á, như là cà tím cũng như là nấm rơm á. Với các loại rau như là rau muống, bắp chuối, bông súng và đậu hũ. Cho cái phần nước dùng bún vô. Bún mắm này mình ăn nóng thì sẽ rất là ngon á. Lâu lâu mình thay đổi món như vậy để giúp bữa cơm được ngon, thanh đạm. Thì sẽ ăn cùng với nước mắm, ớt, các loại rau. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.